bác. Nãy bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng dựng cho các bác tham khảo một đôi loa full đơn 30 RCF các bác nhé. Cấu hình sử dụng chép 450 RCF và cái củ bát này, củ bát mới về nhé, của V Audio. Tí em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái củ bát này. Ở đây thì em lên cho bác cấu hình là RCF. Cái form thùng mới nhất các bác nhé. Con này lưới rất là đẹp các bác này. Đấy, rất là sang. Tổng quan của nó là màu đen, các bác để trong không gian gia đình này. Nhìn nó rất là sang trọng các bác nhá. Thùng này có đế cắm cọc loa ở dưới đáy này. Thùng của nó sơn sần chống nước các bác nhá. Nước sơn rất là mỹ mãn luôn. Tay sách ở hai bên. Đấy. Hậu loa đằng sau. Thùng này hai thanh thông 10 ở phần mặt trước như thế này các bác nhá. Thùng này thì em cho các bác kích thước cao 61 này, sâu 38 và ngang 35 các bác nhá. Với cấu hình này lên, em đã nói đây là một cấu hình mới nhất các bác nhá, tại vì cái củ bát của nó củ bát mới nhất bên em mới về. Nên là bên em dựng luôn loa để xem cái chất âm nó ra sao các bác nhá. Với cấu hình này các bác chơi karaoke cho trong gia đình thì chơi mọi dòng nhạc hát rất hay và hát rất khỏe các bác nhá. Đánh rất khỏe, chơi mọi dòng nhạc cho em. Củ chép lên sử dụng lắp cho các bác củ chép 450 giờ xếp, con này côn dẹt các bác nhá, từ dày. Đấy. Lắp nhôm các bác nhá, côn 44. Họng phễu của nó là họng phễu 10 vuông, 18 x 18. Đấy, thùng toàn bộ là ke góc đầy đủ, là rất chắc chắn các bác nhá, thùng chôn gen lục giác. Đây, bây giờ đi vào cái củ bát các bác này. Củ bát em sử dụng là củ bát của V Audio. Đây, logo của nó đây các bác nhá. V Audio là một cái công là cái hãng mới ở bên Quảng Châu của Trung Quốc. Đấy, cái bản xương của nó, cái bản xương chữ V không này, mới tinh các bác nhá, xương nhôm. Con bát này từ 190 côn 76 các bác nhá. Từ cực dày luôn đây. Củ bát này tiếng sáng chống sâu này. Từ 190 các bác nhìn kẹp lỗ bích thép nó dày cùng cộm các bác này, dã man luôn các bác nhá. Côn 76. Con này nhện của nó nhện màu vàng. Con này gân vải hai gân các nhá. Màng loa và ấy là phủ cao bóng tẩm dầu nhá. Đấy, chống nước, màng chống nước. Xịn sò luôn. Thùng này bên trong bên em lót bông này và bên trong sử dụng phân tần 6012. Hai bóng đèn chống cháy chép, phân tần này rất là nhiều linh kiện nhá, tải rất tốt, tiếng hay, tải bền các bác nhá, tiếng sáng luôn. Đấy, phân tần này em ghép loa rất nhiều năm nay, được rất nhiều bác khách chuộng này. Đấy, ok chứ các bác. Đấy, quay trở lại thì em test cho các bác nghe chất âm nhá. Ở đây thì em đang ghép với chép từ thường 450 giờ xếp này, hoặc các bác có thể ghép với chép 450 của NG. Đấy, hoặc các bác có thể ghép với những dòng chép 450 Neobi côn 44 dây dẹt, hoặc các bác có thể ghép với dòng chép 450 neo khối của NG, hoặc ghép với cả dòng chép từ thường của 450 xịn các bác nhé, HG 440-8. Đấy, các bác có thể ghép với mấy dòng chép này thì đều hay cả các bác nhé, đều chất lượng. Nên các bác ghép chép nào thì các bác bảo em là ok. Quay trở lại em sẽ test cho các bác nghe chất âm nhá. Quá hay các bác. Bát mới của V Audio. Chống sâu tiếng sáng luôn các bác nhá. Đây, cấu hình mới tinh các bác nhá. Các bác chơi cấu hình này thì chất lượng luôn, trong tầm tiền cho các bác chơi. Thôi nha, em xin dừng video, em test một đoạn nhạc ngắn thôi. Ở video phần 2 em sẽ lên sóng hát karaoke trên đôi này. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh. Anh em thợ nhập số lượng này 2-3 đôi, nhắn tin riêng cho em giá bao rẻ nhá. Cái này các bác đi làm gia đình phòng hát thì thoải mái các bác nhá, đánh bền luôn cho các bác. Với cấu hình này thì em đang triển khai mới tinh, nên là các bác có nhu cầu thì quan tâm thì liên hệ em.
ngoài các bác điện trực tiếp hoặc các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo nhé. Hôm nay em xin dừng video. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhá.